ông mặt trời. Thơm quá thơm luôn, lên màu rực rỡ luôn. Bia của em thì hồi nãy thì trong cái phần em đã chuẩn bị thì tất cả các nguyên liệu rồi em đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Trong đây con gà này thì nó có là em có nêm một ít muối, một ít nước mắm, một ít bột ngọt, một ít đường và một ít tiêu và xả lá chanh. Thì khi nãy mọi người cũng thấy đó, em hấp với một lon bia thì con gà này nó cũng hơi nhỏ thì một lon bia, còn những con gà lớn thì chúng ta thể hấp hai lon hoặc là ba lon tùy theo con gà lớn hay nhỏ nha cả nhà. Dạ thì đây là cái thành quả này, nãy giờ sau là khoảng 30 phút em hấp thì con gà nó đã chín gà nè, xem như thế này. Dạ bây giờ em sẽ thưởng thức nó, em xin mời cả nhà cùng dùng với em nha. Coi nè, chấm ớt, khá là ngon luôn. Thơm lá chanh, thơm mùi xả, thơm mùi gà, cái gì cũng thơm hết.
gà hấp bia này thì phải nói là rất là ngon luôn cả nhà. Nó có vị dai ngọt của gà, kèm theo đó là vị thơm của sả, của chanh, rất là ngon luôn. Màu vàng nó lên một cái màu vàng rất là đẹp luôn cả nhà. Món này phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Em ăn kèm với muối ớt chanh thì rất là ngon luôn. Em xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của em trong thời gian qua. Em xin phép được kết thúc video ở đây.